Ở thôn Xuôi Thầu, thị trấn Cốc Bài, tỉnh Hà Giang có một mạch nước duy nhất. 6 giờ chưa đầy. Bê tí. Đấy, nước bê thế này cơ mà. Để chắc ăn, người phụ nữ này phải xuống tận bể để hứng nước và chờ hơn 3 tiếng. Dù vất vả nhưng cuối cùng, ba mẹ con may mắn có thể mang nước về nhà. Xuôi Thầu có địa hình dốc, đồi núi cao nên khó đào giếng, mạch nước hiếm, lượng mưa ít. Từ tháng 6 đến tháng 11, người dân hứng nước mưa cho vào các bình chứa và bể để dùng. Nhưng đến mùa khô từ tháng 12 đến tháng 5, nước ở đây là thứ quý hiếm như vàng. Mạch nước duy nhất trong thôn thì để dành cho người già neo đơn, phụ nữ và trẻ em. Còn đàn ông sẽ sang xã khác để lấy nước. Đường đi thì rất là khó khăn mà trời nắng thì đi được, còn trời mưa thì đường chân trượt đi khó lắm, đường bế đi. Mùa đông thì vừa là sương mù vừa là mưa nhỏ mưa phùn. Đi đều ngày nóng hai buổi này thôi, sáng sớm này tối này. Vất vả là thế nhưng những người đàn ông này không chỉ lấy nước cho nhà mình mà còn giúp đỡ nhiều nhà khác trong thôn. À, thôn này đang có một cái quỹ hưởng ứng là hỗ trợ những người già người neo đơn mà không có xe máy là cái thứ nhất này. Không biết đi xây là thứ hai này, những người già nhất mà người ta lại không có con cháu thì cũng huy động anh em mỗi người 2-3 can nước để cho các cụ ấy, khi nào hết thì tiếp tục. Với số nước này, bà cụ cùng cháu nhỏ đủ ăn uống trong khoảng một tuần. Khi nào hết thì bà bảo, chúng cháu lại chở cho bà. Một mình bà không lấy nước được, may quá có các cháu. Cách Xuôi Thầu khoảng 10 km là thôn Cốc Phú, có nguồn nước nhiều hơn. Cả trăm năm nay, nhà ông Ly Chỉn Xuân, người dân tộc Nùng, đã chấp nhận nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày để chia sẻ nước cho bà con trong vùng khác. Ban ngày, toàn là để dành cho những anh em ở xa không có nước. Gia đình thì dùng nước thì chủ yếu là giặt, tắm giặt là toàn về ban đêm hết. Để tôi đến đây, con tôi, cháu tôi cũng vẫn là chia sẻ nước miễn phí thôi, để không phân biệt là dân xã kia hoặc là thôn này, thôn kia, dân tộc nào cũng là anh em. Chính tình đoàn kết gắn bó, biết sẻ chia đã giúp người dân Xuôi Thầu chống chọi được với cái khát trong nhiều năm qua. Chính quyền đã hỗ trợ cho những hộ dân ở Xuôi Thầu những bồn chứa nước nhưng vẫn không đủ khi mùa khô đến. Đưa mấy đoàn đến khảo sát nước và cũng đã trực tiếp mang máy lên đến tận trên địa điểm để khoan, nhưng do cấu trúc cái địa hình trên đấy nó quá phức tạp, không thể lấy được nước. Đây là cái điều trăn trở của huyện, rất là mong muốn sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước triển khai một cái dự án tổng thể kéo nước về đấy. Người mong chúng tôi sống trên Xuôi Thầu này từng khoảng trăm năm rồi. Thôi cực kỳ là hiến nước, nhưng người ta sẵn sàng là chia sẻ với nhau. Sinh hoạt hàng ngày thiếu nước thì mình rất là ít, mình cũng tiết kiệm thôi. Mong nước về.